Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tập vẽ nhân vật trò chơi Among Us mặc trang phục phù thủy chào đón lễ hội Halloween sắp tới nhé. Đầu tiên, chúng mình sẽ vẽ cái mắt kính ở đây. Sau đó chúng ta bắt đầu vẽ phần thân. Chúng ta vẽ chân. Chúng ta vẽ ba lô. Đây chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn. Đây sẽ là cái bình phép thuật. Sau đó chúng ta vẽ đến cái áo choàng. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái mũ phù thủy. Phù thủy thì không thể thiếu cái chổi bay được đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp cái chổi bay của phù thủy ở đây. Và chúng ta sẽ trang trí thêm một vài con rơi ở đây. Sau khi vẽ xong, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ lại cho các nét nó liền mạch và đẹp hơn. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau vẽ lại xong. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa lại một chút trước khi tiến hành tô màu.
Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau làm quen với cách vẽ nhân vật trò chơi Among Us, mặc trang phục phù thủy chào đón lễ hội Halloween sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.